Ôi thiên mà vẫn đánh mang vợ con đông vẫn hả giờ có chồng nào nào có vợ nào các o có thích các phụ quân nào đánh bạc không các o nào chả thích phụ quân đánh bạc làm chi nhưng bá được quan hoàng bảy bảo hà ở sau thuyền cố mình mà sao mà tham thế sợ đến 40 người thế thì tiền tiêu hết làm sao có chín trong có chín giếng đây mò các bạn thắng giải trao thế nào có thích chồng đánh bạc không nhỉ các mình các ghế bốn mùi thế nào có thích chồng đánh bạc không là một điều hay đông thay xin các thế là con một cô hãy khuyên chồng là đừng đánh bạc cơ chi là có thương vợ nhà có khi mà đi đêm bỏ điều qua ban đêm bỏ điều trong đêm là đêm các đêm đây là đôi chân mong ngủ với chồng mà chồng có được nửa đêm mà quan bảy vào mà chồng mà đi mà đi đây không đáng hay mà chồng 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 đánh bạc mà đi có đúng này đêm mà đi đến lòng này quan hoàng bảy lại ban đi tình tình quan là ban tình tình các cô làm ơi anh chàng ơi nào có biết ta biết hay không rồi là lính thường chồng mình là các con chồng nha nếu chồng có phạm lỗi mà đi đánh bạc thì phải anh ơi anh đừng có đi chơi ngủ với em chăn bông này dậy gối ấp để chồng mà em bế chồng nên đời ông chồng tình tình ba ba tình tình anh yêu vào cái này đây là em tay em cho em nói là nói chuyện duyên ơi ơi trở về về cửa đèn mẫu vương tích hôm nay ơi mà thuyền mẫu vương tích hôm nay A Di Đà Phật. Cho nên các tín bốn phủ nhà chị em ta về chồng có đi đánh bạc thì phải thương chồng nha. Phải thương chồng. Thì chồng đánh không đính mà khi nó đã thua bạc thì hái trà nó cục tính lắm. Nó văng nhiều câu phàm trần. Nếu giận chồng ta khuyên nhủ đôi nhà câu. Anh ơi, làm trai vợ hãy thương vợ. Rồi chồng thì phải lấy cái quý à. Chỉ vì vì chồng anh bóng minh mà thôi ai thời này muốn hai vợ đẻ cô đôi chúng em đau lòng tình tình ta là ta tình tình ơi cô mình rằng ơi anh ơi kìa con đấy kìa biết ta biết ngay không định cho nên chị em mình có gánh bóng ông chồng làm món rượu ông kìa ta cũng vui nhá kéo về tập hôm nay con vui làm sao được hả cô con cố gắng đi anh em cái nào giải viên đánh bạc mày có ngàn nuôi gió thì em nên bớt giận đừng có giận chồng mà cái bận tâm hãy âm thầm nay nay mà khuyên nhủ để cho chồng mà về cũng mình đừng để chồng cũng tình với bóng ai ngày hôm nay về bóng ai khuyên các ghế rằng ai chẳng có làm đỏ nhỉ ai cũng có sắc đẹp nhỉ nữ giới là các em phải làm đẹp làm dáng làm đỏ nha ông chồng nhìn thấy xấu gì thì lại đi theo vòng cố đôi vòng cố đôi nó dèo mò dèo mò mà đi nó lại đi theo cố đôi mất nà chồng chồng mất chồng tại sao không biết chờ chồng mà mất chồng wow thế cho nên là
hôm nay á, hôm qua hôm qua đồng bảy bảo hà đây đây kiến lắm, nhưng mà lại không vẫn bỏ vợ bỏ vợ thì tại làm sao vì các cô ba nó không ngọt ngào, thế cho nên là thành anh Minh đá chồng thì giữ ngon. Thế nào đôi đoàn tắm cướp của thân thì ai mà chịu nổi được, nếu anh mà có sai thì bảo anh sao anh lại làm điều sai đấy nhỉ, sao anh cứ đi suốt cả đêm ấy? Em là người con gái, em thiếu tình, em mới đi lấy chồng, em mới phải phụ thuộc, em mới phải khổ nhiều điều, em mới phải nhận đắng cay, em mới phải chui cửa này em chui cửa kia, em phải làm dâu mới được làm mẹ chồng, anh có biết không? Thế bây giờ em về nhà anh, anh cứ bỏ đi suốt đêm suốt ngày, bảo làm sao em đánh anh đánh đá, nói những lời sai phu hoa đánh đá quá, thì anh lại có nghĩ chi? Thì chồng thì này tính thì không liền này, nó quay nó lại điếu cày đấy cho. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có phải dạy các cô ba không? Các cô ba không? Thôi, thôi, lên đánh chồng nô này. Đánh chồng, đúng rồi, 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 mày theo cô làm gì? Hai cho bà, đánh lì ra. Ai để bà không? Em ơi, em ơi, em bà ba đi tiền đài. Thế thì hỏi rằng, ai đi là Phật trên đó có đồng thầy nào? Đồng thầy nào đó, bà ta. Thì bạch thầy, em xin rằng là về cửa Phật có lên xin đài nhiều hay không? Lễ lắm kêu nhiều là được không? Không được nhá. Phật từ bi cơ mà. Không nên dành, không muốn gặp chồng. Thế tại sao cái xin đài cứ kêu thật nhiều và xong cãi nhau với chồng điều chỉnh và em không đồng ý. Em ơi, em đừng có bỏ cô này tỏa bóng đi ra. Không bỏ thì sống làm gì? Thế hỏi rằng là cha mẹ đã dạy rằng là cửa Phật từ bi, cửa Phật từ bi. Thì trần nạn chứ, nó ở bên các người đã làm gì? Thế thì đi cứ ăn lộn hết làm gì? Phật thì là có hai của ba là hai cái đồng thầy đấy là con muốn ngủ. Kêu rẻ lắm, rất là rẻ hồn. Nào con cầu cho chồng con đi làm được nhiều tiền nào, nào thì cầu cho con khỏe mạnh để cho con làm được nhiều tiền nào, nào thì cầu cho con nuôi được nhiều lợn to bò cưỡi nào, nào thì cái nọ kia Phật không có cho như thế nha. Phật cho là con phải có tâm, Phật là cho, Phật là trung tâm. Không, không xin đâu của cô đấy đâu. Không phải Phật phải đi đầu, Phật ở quanh ta, Phật không ở quanh ta bà. Một nén hương Phật thấy thấu, ai gì nhỉ? Con có lên là mình cứ về cửa Phật, mình cứ gấp thật to lên, xong mình cầu thật khỏe lên. Phật cho không có đâu con này. Bạch thầy. Đấy. Cho nên là cô hát trong nhà. Cô hát đi nhanh lên. Cô hát bài nữa đi ạ. Cô hát đi. Hát đi sắp lên đò rồi thôi. Sắp lên đò rồi. Sắp lên hết đò rồi. Cô hát đi nhanh lên. Cô hát tên là Hương Hà. Hát tên là Hương Hà. Một mình trường non bóng cô bé ngàn đường nở bên xuống. Bên đồi thông veo. Thế cho nên là cô phải niệm Phật cho bà này là khỏe nhỉ, mình là cổ là to này mà cho đồng thầy bên thuyền nhìn bà ấy vạm vỡ như đàn ông rất là phan vợ chồng hạnh phúc con cháu nội ngoại già trẻ bình an a di đà phật, a di đà phật. Hôm nay gặp duyên gặp bến gặp thuyền, có cô ba thoải lên đây trên đò này, thế cho nên cô ba này cô đi buôn đi bán lúc này là cô đang bị sát đầu, cho nên vào cửa mẫu Phật hôm nay thì có hai đồng chí. Thì thế cô này mới kêu cho bảo rằng là sao các chị ơi, người ta đang sát đồng, sao các chị cứ mắng người ta mà sao các chị xin đài làm chi mà nhiều thế, về cửa Phật tự đi cơ mà Phật dạy là bắt đầu cô soạn mình cất lên tiếng hát rằng là con xin chắp tay trước Phật đài bụi chân buông thả khói đôi vai sau cái này chưa xin người ta chuyển đi là đứa thì chuộc coi là hàng phù dung không thái là nhà con xin đặt tay trước Phật đài Phật âm thì gì đâu bằng hào hoa dạ nhất đời toa được nâng lên ngang thánh đạo hàng toa được từ bi tam cố vị thiền. Cửa Phật rất tương vi cơ mà. Bờ kia nhàn nhỉ. Tại sao về cửa Phật hôm nay ba đồng chị cãi nhau trên cửa Phật. Mà cãi nhau ít thì họ đi ít thôi. Cãi nhau. Có 6 người. Tôi nhẹ. Cái tiền đó là
thuyền đâu nhỉ? Cái thuyền đó là thuyền của cha của mẹ. Không, cái thuyền đó vẫn còn đang đi sau chị em mình. Chị lấy số điện thoại của cô lái đò. Đi sau phải không? Anh Hoa ơi. Thuyền nào hôm nay cả ngồi dưới lấy thuyền đi, em nói đò đi. Cô mới bảo là sao các cô lấy số điện thoại của em nói đò nào. Bán hết cửa nhà đi nói cửa đồng với các cô rồi đấy. Ôi, để cho cô lái đò nó thoải mái. Sao dạy cho các người nghe nhé. Phật, nhiều ghế. Phật, cửa Phật tử bi. Mà các cô có căn gì các cô cứ tu. Không ai bắt các cô không phải tu. Nhưng mà đi tu thì phải biết chân tu, không biết là vừa ngủ vừa bị điên. Đừng có nghe các thách đồng lừa mà cứ đi. Cũng vừa cũng ai chỉ cho nhà chúng nó. Mà ra đây thì nào, lọc của cha cũng miệng ban cho. Các con cứ lên đàn to vụ lớn nước cao, cha miệng Phật tử bi. Con nó bảo ăn cứ nghe cho nó tỏ tường. Đây là một ai anh kia. Các em à, mẹ đúng không? Ăn tiền đi một giấc. Em chết em biết luôn. Từ nay đến năm 2021 cô đánh chúng ta đây mình. Nói cho nó biết luôn đấy. Quay về sau. Quay về đằng trước. Trời ơi đấy. Quay về đằng trước. Cho nó nhặt. Đến cửa đi.